Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến. Ở giờ này chúng ta bắt đầu đi vào chương trình hướng dẫn tu học từ xa. Hôm nay là ngày 31 tháng 3. Hiện giờ là 2:30. Hôm nay chúng ta học nghiên cứu về cái đề tài là trời xanh mây trắng. Cái đề tài của cái bài thơ Trời xanh mây trắng này là của Viên Thức Thiền Sư, tặng Như Quyến Thiền Sư. Thì với cái đề tài này đó, các Phật tử nên lưu ý cái đề tài này nó không có cái từ mà trời trời Phật Phật, giống như là các cái đề tài của những ông tiến sĩ Phật học. Nghe trời xanh mây trắng vậy mà cái vấn đề nó tương quan gì tới vụ tu hành ư? Xin thưa rằng là nó rất là tương quan thiết cận với sự tu hành của người đệ tử Phật. Còn có những cái bậc tiến sĩ Phật học để đi thiết lễ cầu an, cầu siêu, tụng là cúng dông, cúng cầu nguyện, đủ thứ cầu nguyện của những cái đám có thể là quy tụ lại 300, 500. Nhưng mà thật sự là đó là chẳng qua là mồm phun ngôn ngữ trời trời Phật. Ý mửa tâm thành quỷ quỷ ma, bập bẹ đôi câu xin tế độ, thì thào mấy tiếng nguyện từ bi, hồng đơn phách chiết xin về hưởng, phù hộ đàn con thoát khổng nguy. Cái bài đó đó, nếu mà nghe bằng cái nhãn nhĩ căn thông thường thấy rằng là coi giống như là những ông thầy này là tu hành ghê gớm lắm vậy đó. Đó là những ông mà cái bằng uống công chót lưỡi bẻ vành môi đó, chứ chứ không phải là đạo Phật vậy đâu. Cho nên là trong trong cái tập thơ nào đó tôi có làm cái bài gọi là tiến sĩ Phật học. Đừng đừng có tin tiến sĩ Phật học. Cái này tôi nói nhiều lần rồi. Trong một xã hội cần rất nhiều thứ tiến sĩ. Tiến sĩ nào cũng quý. Mà chỉ có Phật học mà gọi là tiến sĩ là không quý. Cái đó mới ngộ vậy đó. Ở tiến sĩ Phật học là không quý. Bởi vì cái người mà tu thiệt, học thiệt và chứng đạo thiệt á, không có ai chấm điểm cho mình được hết á. Cái đó gọi là như nhân ẩm thủy, mình lãnh nõn tự tri. Người nào uống nước rồi tự biết cái hương vị của nước, cái độ ấm lạnh của nước. Còn cái người mà ta không hề uống nước, thậm chí là ta không được, ta không có cách tách nước. Nước trà Trà Hoàng hay Trà Vương của Đài Loan, Trà Ô Long của Việt Nam mà cũng không có được cái tách nước đó. Trong khi đó những người tu hành là giống như những người có cái tách trà thiệt. Nếu người ta thật sự ta có trà thiệt, ta có tiền mua trà, rồi ta có cái bình nấu nước trà tốt, rồi ta có mua cái phễu lọc trà, rồi ta uống trà,
Thế thì những người mà không có cái bình, không có cái phễu, không có mua trà, không có uống trà, mà chấm điểm để mà nói cái hương vị trà, để khen ngợi cái người uống trà, thì rõ là một cái sự ngược ngạo, vô lý. Cho nên là cái Phật học mà gọi là tiến sĩ Phật học đó là hoàn toàn là ngược ngược với đường lối của Đức Phật. Đức Phật hồi xưa là một hoàng tử, chắc đâu phải là giống nát gì. Rồi đi tu mà trọn đời thuyết pháp mà không có nói mình gì sĩ hết trơn, mà lại là khất sĩ, bỏ cái địa vị vương hầu vua chúa vậy rồi mà đi làm người khất sĩ. Mà khất sĩ, chữ sĩ là người, cũng như văn sĩ, nghệ sĩ, ca sĩ, chữ sĩ là người chứ không có gì lạ, không có gì ghê gớm hết á. Ca sĩ là cái người ca, nghệ sĩ là cái người đó có cái nghề nghiệp chuyên môn, nghệ thuật, văn hóa. Văn sĩ là cái người viết văn. Còn như đệ tử Phật là khất sĩ, là cái người ăn xin. Mà cái người ăn xin là cái người đó làm một cái việc mà người thế gian không làm được. Bỏ cả cái địa vị vua chúa, quan liêu, đi làm người ăn xin để đổi lấy một cái trí tuệ giải thoát giác ngộ. Mà sự giải thoát giác ngộ thì người ngoài không có chấm điểm được. Các cái ông tiến sĩ bên ngoài không chấm điểm cho mình được. Do vậy cho nên là các cái tiến sĩ khác ở thế gian thì người ta đào tạo cho nhau, người ta huấn luyện cho nhau, người ta có thể ấn định cái bằng, bằng gì đó tùy theo cái trình độ. Mà người ta có thể ấn định cái trình độ của cái bằng đó là học 5 năm, 10 năm, 15 năm, dựa vào cái trình độ lâu năm học và cái trình độ học hiểu giỏi, thì người ta cử cái bằng, người ta có quyền đặt tên ra. Mà hiện giờ là hình như là ta lấy tới cái từ tiến sĩ, rồi còn lên nữa đó, cái tiến sĩ thì nói đúng là chưa phải là ghê gớm, nhưng mà tại nó quen đi. Chứ cái từ bác học mới là cái từ đáng kinh khiếp. Cũng như cái chữ bác sĩ của ngành y đó, lẽ ra là gọi vậy là chưa chính xác đâu, nhưng mà chẳng qua là quen đấy. Doctor đó là mình gọi là bác sĩ đó, dịch cái chữ đó không trúng, không chính xác, nhưng mà tại nó quen rồi, rồi là xài vậy là coi như là người ta nghe ta hiểu là được rồi. Chứ cái đó là bác sĩ thì được, nhưng mà phải nói là bác sĩ y khoa là chuyên làm về bác sĩ mà làm thuốc á, để trị bệnh ở trong các bệnh viện, từ bác sĩ thường cho tới bác sĩ giám đốc, phó giám đốc hay là gì đó, phải gọi là bác sĩ y khoa. Chứ cái chữ bác sĩ đó là để dành riêng cho những người mà hiểu biết học rộng. Chữ bác là rộng mà, là cái người học rộng, cái người hiểu biết bao quát rất nhiều món, rất nhiều thứ, thì đều gọi là bác sĩ, là nó mới là trúng nghĩa. Còn thí dụ như là bác sĩ doctor mà trị về ngành y đó, phải gọi là bác sĩ y khoa, thì nó còn bao quát hơn là cái từ tiến sĩ. Nhưng mà hiện giờ là trên thế giới thì dùng từ tiến sĩ là để cho những cái người mà phải tốt nghiệp ra một cái trường, cái cấp đại học nào đó, mà tốt nghiệp ra cái trường cấp đại học nào đó thì ta gọi là tiến sĩ, tức là cái người đó người cao hơn hết ở trong các cái chương trình học đó, của cái trường đó. Vì vậy mà thế gian thì xài được, nó có cái giá trị thật sự theo cái đẳng cấp của cái từ. Mà còn Phật giáo mà để cho ai đó cấp cho các nhà sư cái bằng tiến sĩ đó thì các ông sư đó nói đúng ra là hao danh, chứ còn không có biết về Phật học. Người mà biết Phật học giỏi mà người có tu là ta không cần lấy cái bằng tiến sĩ bất cứ của ai cấp.
người người thế gian mà một hiệu trưởng ở trong một cái trường nào đó mà cấp cho mình tiến sĩ làm sao được? Người đó không có được uống nước trà ô long, không có được uống nước trà mà 103 hay là 109 gì hết á của Đà Lạt đấy, thì làm sao mà cấp cho mình, khen cho mình rằng là mình là biết hưởng cái hương vị của trà gì, độ nóng lạnh cỡ nào, làm sao họ biết được? Cho nên cái đó, Phật tử để ý là chứ không là bị mê hoặc chết, mê hoặc cái từ tiến sĩ đó mà hết tiền hết bạc, cúng cúng rồi nó bậy không à. Cái bằng là cái bài thơ, tiến sĩ tôi làm để cũng nhắc mình mà cũng nhắc cho mọi người đó. Tiến sĩ sao ông lại thoái lui, bẻ công chót lưỡi uống vành môi, mồm phun ngôn ngữ trời trời Phật mà ý mửa tâm thành quỷ quỷ ma, bập bẹ đôi câu xin tế độ mà thì thào mấy tiếng nguyện từ bi, hồn đơn phách chiết xin về hưởng phù hộ đàn con thoát khổ nguy. Tiến sĩ không bao giờ làm như vậy. Tiến sĩ không bao giờ đi cầu nguyện, để cho hồn đơn phách chiết, về hưởng, đi cầu nguyện các cái nghĩa trang, các cái nghĩa địa, rồi mời hồn vía ở dưới biển, dưới sông lên gọi là vất vông, ra các nghĩa trang, các nghĩa địa đó tụng cầu, kêu gọi hồn đơn phách phách chiết về hưởng để phù hộ cho đàn con hiện giờ còn sống đây thoát khổ nguy, để cầu cho quốc vương thủy thổ thiên hạ thái bình. Cái đó không phải, đệ tử Phật, càng không có gì để gọi là tiến sĩ Phật học cả. Cái đó là cái khó hiểu đó. Phật Thích Ca hồi xưa gì sĩ, chuyện đó hỏi rồi ai cũng biết mà. Phật Thích Ca là khất sĩ, toàn bộ đệ tử Phật các bậc A La Hán, Thanh Văn, Viên Giác đều là khất sĩ hết, phải làm khất sĩ mới mới có được cái địa vị giải thoát giác ngộ. Chứ tiến sĩ thì người ta đi làm máy bay, người ta đi làm hỏa tiễn, người ta đi làm tàu ngầm. Tiến sĩ về về cơ giới, về cơ khí, về vũ khí. Người ta đi làm về điện, người ta đi làm đóng tàu hay là gì gì đó, cái là tất cả nghề thế gian đều là có tiến sĩ đều tốt hết. Nhưng mà tiến sĩ Phật học là không được. Bởi vì phần nhiều là bây giờ đó là cái đạo Phật mình nếu mà có dạy nhau đi nữa thì cũng là những người khất sĩ dạy cho những người khất sĩ, mà cái đạo giải thoát giác ngộ thì mà lấy cái bằng tiến sĩ của người thế gian thì nghe làm sao cho được. Nếu mà mình lấy cái bằng tiến sĩ ngày nay mới quý thì Đức Phật Thích Ca là người chẳng ra gì hay sao? Phật Thích Ca suốt đời truyền bá chánh pháp, dạy cho người ta tu hành mà không hề nói mình là sĩ gì hết, mà là khất sĩ. Mình phải đặt mình là người thấp nhất trong xã hội để đánh đổ những cái giai cấp mà người ta đam mê, vua, quan, sĩ, thứ, ai cũng đam mê, sự nghiệp giàu có sang trọng ai cũng đam mê. Mình làm người khất sĩ để gạt bỏ những cái đó, để đổi lấy cái giải thoát giác ngộ. Vậy mà đệ tử Phật là tìm cách để nhận trình được cái bằng tiến sĩ, có khi là người ta đồn cho nó bằng giả, rồi bằng mua, lo lót nhờ người ta làm luận án cái rồi mình lấy tiến sĩ vậy hả? Cái đó có, Việt Nam, bằng Việt Nam cũng có cái đó. Lâu lâu ngành giáo dục ta cũng có phát hiện. Rồi đi học qua thế giới thì về nói tiến sĩ chứ có ai xét giấy. Rồi đi mấy năm thì không biết là làm gì ở cái xứ ngoài, về cái là tự nói tiến sĩ mà không thấy ai xét giấy hết á. Mà cử chức nhau cũng không thấy ai mà đòi bằng cấp để trưng ra. Cho nên cái tiến sĩ ở Việt Nam mà thứ nhất là tiến sĩ Phật học rất là nguy hiểm.
Nói như vậy không có nghĩa là không có người học tiến sĩ thiệt. Có. Năm học người ta có học thiệt đấy. Nhưng mà đều cái người cấp tiến sĩ là hiệu trưởng bình thường thì như tôi nói nãy giờ đó. Nghĩa là người đó không có uống cái thứ trà của mình. Mà mình là người có uống trà mà mình không nói cái vị trà được. Mà để cho người ta cấp cái bằng khen mình là người biết uống trà là cái chuyện không có hợp lý. Mình là người học đạo. Đạo Phật là đạo từ bi hỷ xả. Đạo Phật là phải đạo học bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ. Người ta không có học cái đó mà người ta cấp cho bằng cái bằng cho mình là sao? Cho nên là cái đề tài hôm nay là trời xanh mây trắng của viên thức thiền sư tặng cho tôi, in ở trong cái tập ngón tay chỉ trăng thứ hai. Cái bài, cái đề tài là tham thiền 14, mà hôm nay tôi triển khai đây là nhằm kỳ 17. Thế thì tôi tóm lại là các Phật tử để ý là mình tu á, tham thiền á, cái đối tượng thiền là sự vật hiện tượng. Nhìn trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá núi non sông ngòi gì và tất cả mọi cái gì mình có thể thấy nghe ngửi nếm xúc biết, nói chung là giữa lục căn và lục cảnh mà nó tác động xúc đối nhau đó, thì tất cả những cái đó đó đều là có thể là cái đề tài, cái đề mục là đối tượng tham thiền hết đấy. Đối tượng tham thiền hết. Như vậy mới mới được. Chứ còn cũng có nhiều cái trường phái thiền người ta dạy phải ngó vào ở trong cái một điểm, ở trong cái chỗ cái gọi là cái tâm của mình á, để tìm coi cái tâm nào vọng thì bỏ, còn tâm nào trơn thì lấy. Cái đó chưa phải đâu, cái đó rất là non nớt. Thiền định mà lấy có cái đối tượng là ngồi ngồi 1-2 tiếng ngồi để suy nghiệm phân tìm coi cái nào mà xấu thì bỏ, còn cái nào tốt là mình phát huy á, không được. Cái ở ở đó mình đi tìm nó làm chi, cái xấu tìm nó làm chi để lựa bỏ, cái tốt tìm nó làm chi để lấy. Đạo Phật không có lấy cái tốt. Bỏ thì cái xấu bỏ đã đành, cái tội lỗi, cái ô uế, cái nhiễm ô là bỏ đã đành. Mà cái người biết tu thì cái tốt ta cũng không thèm lấy luôn. Bởi vì cái xấu là mình gọi là xấu chứ kỳ thật nó không có tự tánh. Nó không có cái xấu thiệt. Cho nên mình lựa nó để mình bỏ nó ra, đó là một cái sai lầm. Rồi mà chê cái đó là xấu là bỏ nó ra, rồi ghét nó, rồi khinh bỉ nó, rồi chà đạp nó, thí dụ vậy. Rồi mình đòi lấy cái nào mà mình gọi là tốt rồi, mình lấy cái đó cũng là sai lầm. Cho nên là tu thiền vậy là coi chừng tu thiền sai. Nhưng mà có khi người ta dạy vậy là nó cũng có đỡ chứ không phải là không. Ta cũng có đỡ là gì, người ta bắt mình ngồi 1-2 tiếng hồ đó. Ngồi 1-2 tiếng hồ đó là không đánh tứ sắc được, không đánh ỏ, không đánh già dách, không đánh phé được, càng không có đi chửi lộn, gây lộn, cũng không có bán gian lùa đảo gì hết. Cho nên lúc đó thì nói đúng là miệng cũng không có nói ác, thân không có làm ác. Ý thì bắt lo lựa những cái đồ bá láp đó, cho nên cũng không có làm gì ác nhiều. Nhưng mà cái kết quả không có, không có giác ngộ được, không có giải thoát được. Cho nên cái để ý. Còn cái tham thiền mà tôi sắp giới thiệu đây đó, cũng như tôi nói nhiều lần lắm rồi, cái đối tượng để mình tham thiền đó là tất cả những các cái gì ở trước mắt, cái gì mình có thể thấy,
có thể nghe, có thể ngửi, nếm, xúc biết đều là đối tượng tham thiền hết. Do vậy mà khi mà tham mà quán mà thấy được cái tánh như quyển, như mộng, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như càn thác bà thành, như dương diệm, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng, thấy nó, nhận thức được nó hư, nó giả như 10 cái ví dụ. Như 10 cái ví dụ đó rồi đó, thì nhìn tất cả từ vật lớn tới vật nhỏ không còn sai lầm bao giờ. Do vậy mà nó được thành tựu cái kết quả đó gọi là như quyển tam muội, cũng gọi là như quyển tam ma đề, như quyển tam muội đó, thì thành tựu cái đó là tốt đó. Chứ soi rọi để lựa cái xấu bỏ cái tốt lấy ra, cái thiền đó hẹp lắm. Thiền đó là lúc nào còn soi còn rọi mà lỗ chưa chưa gì hết, rồi mình tự tự lựa những cái mình bỏ, cái ta không có mà mình lựa ra mình bỏ. Còn cái mà mình gọi là tốt, là lành, là thiện đó cũng không có, mà mình gọi là mình lựa để ra mình lấy, cái đó cũng sai rồi. Cho nên học tham thiền mà để trời xanh mây trắng vẫn là đề tài tham thiền, vẫn là đối tượng tham thiền. Cái này hơi khó đây nè, khó mà không phải khó gì hết, ai nghe cũng hiểu được. Và nếu mà khách quan là vẫn có thể nhận xét cách rất rõ ràng. Bây giờ đi 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 vào đây, chứ còn phân tích thì nói hoài, nói cũng không bao giờ rồi. Vì thế cho nên cái người nghe đó, nghe rồi phải suy nghĩ, suy nghĩ rồi mới là tham thiền. Tham thiền tức là tu đó, tức là văn nhi tư, tư nhi tu. Chữ tư tức là tư duy quán chiếu, suy nghĩ, tức là thiền định đó. Tư duy quán chiếu, thiền định, thấy được cái lẽ phải rồi đó, thì lúc bây giờ là mình mới ứng dụng. Do vậy cho nên là trước sự vật hiện tượng là mình, cái nào cũng là cái đối tượng để mình tư duy quán chiếu, để suy nghĩ hết đó, gọi là thiền đó. Mà tôi nói như vậy rồi thì các vị nói còn chưa hiểu nữa. Cho nên tôi có thể nói hoài được hoài, mà chẳng lẽ nói hoài. Chứ cái đạo thiền của đạo Phật đó là tối, cái tối đa, cái giáo lý mà tột đỉnh của đạo Phật đó là không, vô tướng, vô nguyện. Ba cái món tu hành đó, ba cái đề tài đó, ba cái đối tượng đó, mà nếu mà tư duy quán chiếu mà tu á, nó thành ra tam giải thoát môn. Vạn pháp giải không, hữu vi pháp giải không. Thế thì là mình còn lựa cái nào tốt, cái nào xấu, đó là mình bị kẹt rồi. Gọi là kẹt là vướng, là bận rồi. Vạn pháp không có cái nào tốt, không có cái nào xấu đó. Bởi vì thật tánh vô minh tức Phật tánh. Cái thật tánh của vô minh á là Phật tánh, là cái tánh thanh tịnh. Mình mê thì nó thành vô minh, mà mình giác thì nó là Phật tánh. Nó là cái tánh Bồ đề, Niết bàn, tánh cực lạc. Mà mình mê cái cực lạc, mê cái Niết bàn, mê muội á, thì nó trở thành ra là vô minh. Chứ vô minh nó không có thật. Ngược lại, vô minh không có thật. Cho nên là không có vô minh là có Niết bàn, là có cực lạc. Mà kể cả cực lạc thì cũng đừng có tìm kiếm cái đó, kiếm cảnh giới đó không có đâu. Đấy, vấn đề là vậy. Cho nên cái bài này nè, cái bài sắp nói đây nè, nó tương quan tới cái vấn đề tam giải thoát môn đó, không vô tướng, vô nguyện. Cho nên tu đừng, đừng là tôi nói cho những người mới học, gọi là học vô lòng của đạo Phật đó, tu đừng có ham lại, ham tụng nguyên ngày một bộ kinh, rồi ham cầu nguyện cho mình chứng, mình đắc cái gì đó, làm mà nó cực lắm mà không có được cái gì hết, không có kết quả gì hết. Cầu nguyện gian sinh là mình lạc vào vô sắc giới.
Vô sắc giới tức là cảnh giới đó không bao giờ có cái gì mà mình cầu nguyện cái mà không có cái gì hết, thì làm sao mà ai phù hộ cho mình được, ai giúp đỡ cho mình được. Mồm phun ngôn ngữ trời trời Phật, Phật đâu có ở đâu đâu, ông Phật nào mà giúp mình được. Trời không có cái ông trời nào giúp mình được gì hết á. Mà mình cứ mồm phun ngôn ngữ trời trời Phật theo mấy cái ông thầy mà cầu nguyện đó. Họ mời trời về chứng minh cho họ phù hộ họ. Họ mời Phật, mười phương chư Phật. Chư Phật ở đâu mười phương mà mời? Chư Phật mười phương tức là một ở trong con người mình đó, có chư Phật mười phương. Ta gọi là nhất thể tam bảo, trong một con người mình là có Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Mà mười phương chư Phật tức là một ông Phật của mình. Của cái khi nào mình giác ngộ hoàn toàn đó, mình giải thoát hoàn toàn đó, thì mình có Bồ Đề Niết Bàn đó, y như Bồ Đề Niết Bàn của mười phương chư Phật. Và mười phương chư Phật ở trong con người của mình. Còn bằng không thì đố ai mà kiếm ở đâu có. Không bao giờ kiếm có chư Phật nào ở ngoài mình, ở trong mười phương để lại tới chỗ mình nguyện, mình giái giúp đỡ gì cho mình được hết. Cái đó khó, khó học dữ à. Bởi vì mình cầu nguyện dân sinh trời trời Phật, Phật ở bên ngoài đó, tức là mình vướng vào, mình lạc vào cái cõi mà vô vô sắc giới, tức là cái thế giới mà hoàn toàn rỗng trơn, không có gì hết, gọi là vô sắc. Vô sắc nghĩa là không có gì hết. Mình ở trong cái cảnh vật chất đây rồi mà mình buông bỏ nó ra là đã cực khổ rồi. Phải tu tập dữ lắm mới buông bỏ được cái ý niệm tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực của vật chất, gọi là sắc giới. Bỏ nội cái đó đã khó, bỏ còn chưa được, đây còn gánh thêm cái thứ không có gì ở trong cái cõi gọi là vô sắc nữa, để mình lại lục mà gian sinh mà cầu nguyện nữa, thì mình gánh thêm một cái thứ mà lẽ ra không bao giờ mình phải bị. Thế thì làm sao mình có an vui được, làm sao có giải thoát được. Cái đó nghe tam giới cho kỹ nữa cơ. Tôi sẽ với tôi nói là nó nhắc tới nhắc lui là tại vì những cái điều tôi nói không phải là cho một người nghe dài dài tới, mà tình cờ người ta ai đó mới nghe lượt, người ta cũng có thể hiểu được. Do vậy mà bữa nay nói là có thể mai mốt nói trở lại, lâu lâu 2-3 năm sau hoặc là thời gian sau cũng nói lại, bởi vì nó giống như quánh bài tứ sắc các bạn, thì là quánh trót cuộc đời thôi, chứ còn cũng bao nhiêu cây bài đó, cũng bốn màu tứ sắc như vậy, như cây bài đó. Mà vấn đề là nó đánh mỗi lần nó khác, nó tới khác nhau. Học Phật cũng vậy, không có cái gì nhiều lắm đâu, nhưng mà cái lựa chọn phương pháp tu hành, tu đúng tu sai, cái đó nó khác nhau, là nó khác cái đó. Bây giờ tôi giới thiệu vô cái bài thơ là Trời Xanh Mây Trắng. An trú hiện tiền thể nhất chân, niết bàn cực lạc chẳng hề chẳng cần phân. Tăng thanh gió mát ngàn muôn vẻ, chơi giữa vô thường giữa pháp thân. Cái bài này là của Viên Thức Thiền Sư. Cái ông thầy này thì ông thường tới tôi chơi, và ông có cái lập trường vừa tu và vừa chơi. Cho nên là như trước, lần trước tôi có nói đó, tôi có giới thiệu đó, thì Viên Thức này ông đi chơi dữ lắm, đi trong nước, đi xa hơi, đi xe gắn máy, đi biển, đi núi, đi cả nước, rồi còn đi chơi tới, có đi nước ngoài,
mà cũng đi chơi vậy thôi. Với một cái tâm hồn nhẹ nhàng, gọi là chơi là vậy đó, với tâm hồn rất là nhẹ nhàng. Thấy làm thơ cũng khá nhiều, nhưng mà thường thường là bạn bè người ta gọi là thơ sạch. Thì thời gian thấy tới tôi thấy chơi đó, thì thấy làm cái bài thơ này, thì thơ này là thơ đó, bởi vì là trao đổi qua lại đạo lý, thành cái bài thơ này nó không phải là sạch, không phải là sạch trơn, không phải là để nói vui đùa bằng bằng ngôn ngữ thôi, mà cái bài thơ này nó có ý nghĩa của đạo Phật. Thành ra thấy tặng cho tôi. Mà thầy Diễn Thức này thì tôi đã giới thiệu cho Phật tử nghe rồi đó. Ông có cái làm bài thơ tự trào của ông là cái bài thơ này nó phát xuất từ ở chỗ cái rừng thông của tôi. Cùng đi trên thiền lộ, thiền lộ dưới trăng, trời lặng lẽ, đêm sương không lạnh tưởng trưa hè, thân mang áo ấm 12 lớp. Trẻ nít nhìn ông khóc chạy te. Tôi có giới thiệu rồi, bài thơ vui á. Thì cái bài này á, giờ ta phân tách. Mà phân tách ra thì tôi hướng dẫn đây để khi mà các vị có cái tập mà ngón thơ ngón tay chỉ tăng 2 thì có cái bài trực chỉ đề cương mà tôi đã nêu ra những cái cương yếu đại cương của cái bài thơ, những cái ý lớn, ý chánh để cho Phật tử đọc qua cái bài cái bằng trực chỉ đề cương này đó, thì giúp cho các vị có cái ý để mà nghĩ ngợi, để mà tư duy dựa vào cái sườn này. Thì cái bài trực chỉ đề cương tôi viết nó như thế này: cái từ nhất chân pháp giới hay pháp giới bất nhị nhằm chỉ bài cái tánh thiên chân như thị của vũ trụ vạn hữu. Cái này những Phật tử mà có nghe băng, nghe đĩa của tôi từ trước thì nghe cái này có thể hiểu được 20%. Và những người nghe kỹ thì là có thể hiểu hết cũng được. Nhưng mà cái này gọi là khó thôi nè. Cái từ nhất chân pháp giới hay pháp giới bất nhị nhằm chỉ bài cái tánh thiên chân như thị của vũ trụ vạn hữu. Sự thật, ai cũng được an trú có thể nhất chân cả. Nhưng có người biết, có người không biết. Cũng như cùng ở dưới ánh sáng buổi trưa mà có người thấy, có người không thấy. Niết bàn và cực lạc. Niết bàn là cực lạc là niết bàn. Ở niết bàn tức là ở cực lạc. Mà người nào có cực lạc tức là có niết bàn. Cái bài này đó nói ra mà cho kỹ đó, thì một là người học nhiều kinh rồi thì sẽ thấy cái sự sâu sắc của nó. Hai là những người mới học Phật thì nó quá nhiều những cái từ chuyên môn gọi là thuật ngữ của đạo Phật.
có phần khó hiểu. Do vậy cho nên là những vị mà gọi là muốn học Phật vỡ lòng, muốn nghe những cái gì mà bắt đầu tu tập, trên đường tu tập thì cần để ý cái này, cần tư duy quán chiếu cái bài này. Bây giờ trở lại cái vấn đề là tôi phải đi từ từ thôi. Cái từ nhất chân pháp giới này nè, hay là pháp giới bất nhị đó, cái từ đó phải học, để ý mà học cái này. Trước hết là pháp giới, mình nói cho nó đơn giản dễ hiểu, là nói chung cả cái bầu vũ trụ mà con người có thể hiểu biết. Nghĩa là hiện tượng vạn pháp đều ở trong một cái bầu pháp giới đó, gọi đó là pháp giới nhất chân. Ở trong một cái bầu pháp giới đó, cái tự thể, nói về tự thể thì nó là nhất chân, nghĩa là hiện tượng vạn pháp ở trong cái bầu vũ trụ đó, tự nó không có cái nhiễm ô. Tức là hiện tượng vạn pháp nằm trong vũ trụ vạn hữu, vì mặt bản thể nó không có cái tính nhiễm ô. Toàn thể pháp giới, toàn thể hiện tượng sự vật trong vũ trụ không có tánh nhiễm ô, cho ta gọi là nhất chân. Pháp giới nhất chân. Cái này là phải tu tập thiền định nè. Còn về mặt hiện tượng vạn pháp ta gọi là bất nhị. Hiện tượng vạn pháp về mặt hiện tượng ta gọi là pháp giới bất nhị. Bất nhị là không hai. Nhất chân là duy nhất. Có một thứ, có một thể duy nhất không có khác, gọi là nhất chân. Còn bất nhị thì nó có nhiều, thấy nó có nhiều, về mặt hiện tượng thấy nó có nhiều, nhưng mà nó không có khác. Học cái chữ nhất chân, chữ bất nhị này phải có tư duy mới có thiền định. Thí dụ như ta tắm dưới biển, ta tắm dưới biển là ta ở trong cái thể nhất chân của nước, mà ta đang lội lặn ở trong cái dụng hiện tượng bất nhị của sóng. Thật sự nước biển cái thể nhất chân của nó, cái thể của nó là phẳng lặng như gương. Toàn thể nước biển phẳng lặng như gương. Nếu mình nhìn về cái mặt, cái tính thực của nước biển là phải là phẳng lặng như gương, chứ nó không có sóng lớn sóng nhỏ ồ ạt như mình thấy, mình biết bình thường vậy đâu. Mà mình thấy nó sóng lớn sóng nhỏ ồ ạt đó, thậm chí có lúc sóng thần mình làm nhận chìm chết cả tàu bè và cả những cái hòn đảo thấp đó. Sự thật nước biển không phải là vậy, mà nó có lúc có sóng thần, có lúc sóng nhỏ sóng lớn, rồi có lúc mình tắm biển mình lội ở dưới nước biển có sóng đấy. Đó là mình ở trên mặt, mình tắm mình lội ở trên cái mặt hiện tượng bất nhị, tức là hiện tượng của sóng. Sóng thì nó có đợt là lớn, đợt là nhỏ, thậm chí có lao sao lăn tăng bèo bọt. Thành ra cái mà sóng lớn sóng nhỏ lăn tăng bèo bọt đó, cái đó không phải là nước biển. Cái đó là cái hiện tượng duyên sanh của nước biển, nó sanh ra sóng lớn sóng nhỏ bèo bọt. Chứ biển không phải là vậy. Biển là cái thể của biển là nhất chân, phẳng lặng như gương. Vậy mà mình tắm mình lội sóng lớn sóng nhỏ, sóng lớn nó đánh tạt vô mặt mình có thể gần muốn ngọt mũi,
muốn 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 sặc máu mũi, thì cái đó là mình sinh hoạt ở trong cái hiện tượng của nước, chứ không phải là cái thể nhất chân của nước, mà là cái trên cái tánh dương sanh của nước là nhiều thứ sống, nhiều thứ sống nhưng mà bất nhị. Là vì sao? Là vì thật ra nó cũng là nước đấy, là nước vẫn là như gương đấy, nhưng mà do duyên sanh rồi thì nó có nhiều thứ sống vậy, mà kỳ thật cũng là nước thôi, do vậy mà gọi nó là bất nhị, nhiều thứ sống khác nhau mà không phải là hai, không phải là khác. Thế thì là chúng ta sống ở trong cái đời này đó mà, là ai cũng đều sống ở trong cái thể nhất chân của vạn pháp. Nhưng mà trên mặt hiện tượng mình nhìn đó thì là mình thấy nó có khác hết, thấy có khác hết. Và vì thấy có khác cho nên nó có thể hiện tượng vạn pháp nó làm cho mình nè, sanh ra tham nè, sanh ra sân nè, sanh ra si nè, mạn nghi nè, rồi nó sanh ra phiền não, phẫn hận, phu não, tật sang, vân vân. Nhiều thứ nguyên nhân của ưu tư, của sầu muộn, của đau khổ. Đạo Phật gọi đó là vô minh, gọi đó là phiền não. Vậy thì phiền não vô minh đó là nó là cái hiện tượng duyên khởi, duyên sanh từ nơi cái thể thanh tịnh nhất chân vốn có của mọi người. Đây, cái từ này khó đó, khó nhưng mà ai học cũng được hết á. Ai có chịu tư duy, có chịu thiền định rồi ai cũng thấy được cái tánh đó của mình vốn có. Cho nên mình có thể tham sân si mạn nghi đùng đùng giận dữ và khó chịu, nhưng mà rồi nếu mình biết thiền định, mình biết tu tập, biết quán chiếu đó, thì ai cũng có thể buông bỏ được tất cả những cái buồn bực, cái khổ đau, để trở thành một cái tâm hồn nhẹ nhõm, phẳng lặng và thanh tịnh và vui vẻ. Cho nên ta tu là vậy đó, người ta tu tập là vậy đó. Ta quán chiếu, ta thấy cái hiện tượng này nó có sanh có diệt, nó có vui mừng buồn giận thương ghét đau khổ, cái đó không phải cái của mình vốn có đâu. Mà cái vốn có của mình là cái thể nhất chân, là khi mình buông bỏ hết cái vui mừng buồn giận thương sở yêu ghét muốn, bỏ hết cái tham sân si mạn nghi phẫn hận phu não tật sang vân vân, gọi là vô, gọi chung là phiền não vô minh. Bỏ hết cái đó rồi mình ai cũng có thể trở về với cái thể nhất chân, cái Phật tánh, cái niết bàn thanh tịnh vốn có của mình. Cho nên cái từ này nó hơi khó đó. Cái từ nhất chân pháp giới hay pháp giới bất nhị nhằm chỉ bày cái tánh thiên chân như thị của vũ trụ vạn hữu. Cái tánh thiên chân là đó là cái tánh thật, chứ thiên đây là cái tánh thật của vũ trụ thiên nhiên, là gọi là thiên chân. Sự thật ai cũng được an trú cái thể nhất chân cả. Rồi đây là ta thí dụ rất là dễ hiểu nè ha, ai cũng phải an trú trong cái thể nhất chân cả, nhưng có người biết có người không biết, cũng như cùng ở dưới ánh sáng mặt trời trưa mà có người thấy có người không thấy ánh sáng mặt trời, có người ở dưới ánh sáng mặt trời thấy đủ tâm hồng nghìn tía cỏ cây hoa lá trời mây non nước, thấy hết trời đẹp lắm, nhưng mà có người không thấy. Người không thấy đó là ai? Đó là người mù đôi mắt, mù đôi mắt từ trong bụng mẹ, càng không bao giờ biết được ánh sáng mặt trời, và cũng không bao giờ biết được trên đời này có núi sông, có cỏ cây hoa lá, có trời mây non nước. Còn cái người mà mù đôi mắt mà khi mà được 10, 15 tuổi rồi đó, thì cái người này còn thấy bằng
cái bóng dáng gọi là tiền trần, cái bóng dáng của sắc, của thanh, của hương, của vị, của xúc, của pháp. Nếu mù mắt cỡ 10 tuổi trở lên là còn thấy được cái bóng dáng của lục trần, cái đó gọi là pháp trần, gọi là lạc tạ ảnh tử, cái bóng dáng của sắc thanh hương vị xúc pháp mà bây giờ mình không thấy, nhưng mà trước đây 10 năm mình có thấy, còn ngay bây giờ mình không thấy. Như thế là mặc dù là bầu trời sáng đó, hiện tượng vạn pháp đủ trăm trăm hồng nghìn tía đó, vậy mà người mù không thấy. Cũng như vậy, cái thể nhất chân thanh tịnh bản nhiên của mình vốn có, mà người nào có thiền định, có quán chiếu, có tư duy thì mình có thể trở về với cái tánh thanh tịnh bản nhiên vốn có của mình, rồi mình thấy, mình gặp, mình biết được, mình an trú trong cái đó. Chẳng hạn như là Phật và các hàng đệ tử, khi mà thiền định tư duy quán chiếu rồi, người ta làm người khất sĩ rồi, tiền tài sắc dục danh vọng địa vị người ta bỏ hết rồi, bằng lòng làm người khất sĩ rồi để đổi lấy cái trí tuệ giải thoát giác ngộ rồi, thì người ta an trú trong cái thể nhất chân đó. Điều đó ai cũng làm được, Phật làm được, đệ tử thánh chúng của Phật làm được, mình cũng có thể làm được nếu mình biết thiền định tư duy tu tập. Còn như bằng không á, thì là mình không có tư duy thiền định tu tập á, thì mình không hề thấy được cái đó. Giống như là ở dưới ánh sáng mặt trời mà người mù trong bụng mẹ, hoặc là hiện giờ là mù trong lúc 15 tuổi, hoặc là mù trong bụng mẹ, thì trước mắt họ không có gì hết, không hề có gì hết. Do vậy cho nên là thường ngày mình an trú trong cái thể nhất chân đó, nhưng mà có hay không là do mình có tư duy tu tập, có thiền định hay không. Chứ nếu mình không tư duy tu tập, mình không có thiền định đó, thì y như là cái người mà đi biển không bao giờ thấy được nước biển thiệt. Gọi là đi biển, tắm biển, mà kỳ thật là giờ mình lội dưới biển nữa, mà mình không bao giờ thấy thì biết được nước thiệt. Bởi vì cái thể nước thiệt của biển là phẳng lặng như gương. Cho nên tàu lặn mà lặn ở dưới 40-50 cây số rồi đó, thì nó không bao giờ có chao động giống như mình đi ghe đi xuồng ở trên biển đâu. Không hề có chao động gì hết. Chao động là cỡ chừng 5-10 cây số trở lên mặt nước á, thì còn có thể chao động cỡ nào đó, chứ gần cỡ 15-20 cây số trở xuống là đi ở dưới phẳng lặng như gương, giống như là đi ở trong hư không vậy đó, hư không mà không có gió vậy đó, nghĩa là không có cái gì động đậy mình hết trơn á. Thì cái thể nhất chân là vậy. Thành ra mình tu tập thì mình thấy được cái thể nhất chân vốn có của mình, và mình có thể an trú trong đó. Còn nếu mình không có tu tập thì mình không gặp cái đó, không thấy cái đó, và không có an trú trong đó bao giờ. Hàng ngày mình cứ lo làm ăn sinh hoạt, đi khiêu vũ, rồi đi nhậu, rồi đi coi ca nhạc cổ, rồi đi coi ca nhạc tân, rồi đi ăn tiệc, rồi thì về thì lo ngồi lên bàn giấy, ngồi trên bàn giấy thì tính những cái chuyện lời lỗ hơn thua, phải quấy giao dịch vân vân, thì người đó không bao giờ thấy được cái tánh thẳng lặng thanh tịnh nhẹ nhàng vốn có của mình bao giờ. Đó. Cho nên cái câu đầu của bà thơ là an trú hiện tiền thể nhất chân, vậy mà có người biết có người không biết đó nha. Ai có tu tập thì có an trú trong thể nhất chân, ai không có tu tập thiền định thì ở trong thể nhất chân mà không hề biết.
Niết bàn cực lạc chẳng hề thân. Cái từ này khó hiểu dữ rồi nè nha. Niết bàn là cực lạc là niết bàn. Ở niết bàn tức là ở cực lạc tức là ở niết bàn. Cái này là nếu mà không có học Phật sâu sắc thì hai cái tôn này là gần đây đó, ở Việt Nam đó là gần như là đối lập nhau, cách nghĩa là đau khổ với nhau. À, cái người mà tu thiền, chủ trương tu tu thiền để có niết bàn đó thì đánh đổ cái pháp môn tu tịnh độ, để pháp môn tu tịnh độ là để giáng sinh cực lạc. Pháp môn tu tịnh độ thì chủ trương rằng là chết rồi giáng sinh cực lạc, để lấy cái cực lạc làm cái đích đến của mình. Còn cái phái thiền tông gọi là tu thiền đó, thì lấy cái niết bàn làm cái đích đến của mình. À, thế là gì? Thế cho nên là thiền tông và tịnh độ tông là ưa công kích dữ lắm. Nhưng mà theo tôi đó, tôi nói thì không phải ai cũng nghe, và tại vì nó khó nghe cho nên là ít ít người chịu nghe, và không chịu nghe cũng có. Nhưng mà riêng tôi đó thì bên nào đánh đổ bên nào đều là thầy chùa giỡn hết, thầy chùa giỡn mà nói theo cái tiếng lóng, cho nên là nói cách khác là những cái người đó không phải là học Phật thiệt. Nhưng mà nói là nói vậy thôi, chứ nói gì không trúng là trúng. Bởi vì tôi nói trúng của tôi mà người ta nói tôi nói trật thì có đâu đâu có sao. Rồi tôi nói người ta nói trật mà người ta nói người ta trúng thì cũng đâu có sao. Cho nên tôi nói đây là theo cái chỗ học hiểu của tôi và cái chỗ tu tập tư duy quán chiếu mà tôi thấy ra được. Cái thấy của tôi đó thì là niết bàn, trong niết bàn hễ có niết bàn là có cực lạc. Mà ai gọi là cái người mà vãng sinh cực lạc là tự có niết bàn rồi, chứ hai cái đó không có riêng được. Mà thấy có riêng để cạnh tranh mà công kích nhau đó là cái đó là do không có học Phật, do tu sai lập, sai lạc cái tôn chỉ của đạo Phật. Nó phát xuất từ cái chỗ vô minh, từ cái chỗ không hiểu giáo lý Phật và không có tu thiệt. Vì không có tu thiệt cho nên không thấy được cái giáo lý thâm sâu của đạo Phật. Còn tôi thì riêng tôi là cũng học Phật đó, học Phật thì học Phật chung. Nhưng mà không phải người nào cũng có cái kiểu thấy giống như tôi. Cũng như người ta không thấy giống như tôi thì người ta có cái thấy của người ta. Thì người ta nói cách nào đó tùy theo cái người thích nghe, theo, tu học. Còn hôm nay tôi nói cái này là khó đó. Nhưng mà nói là nói vậy thôi, chứ còn không phải là mình nói cái mình cho là trúng rồi ai cũng nghe, không phải vậy. Tại người ta không nghe thôi. Chứ cái này đó là về cái pháp môn mà tu tịnh độ đó mà đa số người đã dạy tu hành để chết rồi mới giảng sanh, cái đó quá tệ rồi. Cái đó là riêng tôi là tôi không bao giờ tôi chấp nhận được. Nhưng mà cái thành phần mà dạy tu rồi để chết rồi mới giảng sanh cực lạc đó, cái đó đồng lắm mà. Rồi bày ra cái chữ cận tử nghiệp rồi này kia rồi phải tiếp dẫn, rồi có người lại còn nói là phải đẩy nữa, phải đẩy bắt cả như đẩy lên, phải niệm Phật, vừa niệm Phật vừa lấy tay bắt cả dưới chân đẩy lên để cho cái điểm nóng nó cuối cùng nó đẩy lên trên trán, trên đầu để đặt sanh về cõi cực lạc đó. Cái đó bậy dữ,
bị dữ tợn vậy. Bởi vì người ta dựa vào học lớp, cái đó học lớp cho học thiệt là cũng cũng người ta không nghe cái đó đâu. À, có cái bài kệ là đảnh thánh nản noãn, đảnh thánh nhãn sanh thiên, nhân tâm ngạ quỷ phúc, bàn sanh tất cái ly, địa ngục cước bản xuất. Cái đó hồi đó tôi học cái hồi mới học năm ba năm mà được học cái đó rồi, năm ba năm Phật giáo được học cái đó rồi. Có thời gian tôi học tôi cũng đặt niềm tin ở nơi cái bài kệ đó. Nhưng mà tới chừng tôi học qua cả hơn chục năm mà tụi tôi học ở đó là tới 12 năm á mới ra trường. Thành ra đại học lên thì mình nghiên cứu rồi cái đó riêng tôi là tôi bỏ, tôi không nghe nữa. Và đạo Phật mà nó có cái thân trung ấm đó, hồi hồi học lúc mà trung học đó 4-5 năm, 5-6 năm nó còn nói cái đó. Và nếu mà thầy thường thường là dạy lên tới 10 năm 12 năm họ cũng còn nói cái đó. Nhưng mà sau khi tôi vừa học đạo, vừa hành đạo, vừa nghiên cứu tư duy rồi là cái đó tôi bỏ hết. Hoàn toàn cái đó không đúng đạo Phật. Mà tôi có cơ sở lý luận đàng hoàng theo kinh sách. Còn cái đó đó ở trong kinh sách Phật có, ở trong kinh điển Phật có, ở trong sách vở Phật có, nhưng mà không phải ở kinh Phật. Mà nếu có mà liệt vào trong ba tạng kinh điển đó thì cái đó cũng là cái sách ngụy tạo mà người ta không có khả năng lựa. Tôi có thể nói thẳng với các Phật tử rằng là sách vở của Phật giáo cả mấy ngàn năm rồi nó lộn xộn ở trong dữ lắm. Người xưa người ta gọi là tam sao thất bổn, sao chép ba lần thì nó đã là mất cái gốc rồi, mất cái bổn chánh rồi. Còn ở đây hồi đó giờ là 2500 mấy chục năm á, thì Phật giáo Việt Nam cũng như Phật giáo Trung Hoa, kể cả Phật giáo Ấn Độ, không có thứ kinh điển nào còn nguyên chất được hết. Người ta biến chế rồi người ta nhào rồi trộn rồi người ta nặng ra làm nhiều thứ bánh. Nhiều thứ bánh đó rồi gom trở lại rồi biến chế, rồi nắng ra, rồi in ra, rồi hấp, nấu. Qua nhiều lần như vậy thì không bao giờ là còn nguyên chất cái gì của Đức Phật. Nhưng mà cái mà cái người mà có tu có học thiệt, người ta có thể lấy được cái tôn chỉ, cái gốc của đạo Phật. Rồi người ta soi rọi, người ta lựa ra được, chứ không phải là không được. Ta lựa ra. Cái người giỏi, cái người có tu thiệt, cái người giỏi, người ta lựa được. Tôi nói ví dụ như là cái nước đục, nước dơ, nước thải ta xài rồi. Mà ở Singapore, Singapore là cái nước nó nhỏ mà xung quanh là cái đảo nhỏ cho nên nước biển mặn lắm. Phải mua nước của Malaysia mới đem về để uống. Mà Malaysia lúc nào mà mít lòng thì ảnh không cung cấp nhiều, rồi thiếu nước. Đây là tôi nói theo báo chí, theo trên mạng mình tiếp thu, chứ còn đích thân thì tôi không có tới đó. Nói thẳng vậy. Nước Singapore đó là mua nước của Malaysia mắc quá, là rồi người ta phát minh ra những nhà bác học. Từ tiến sĩ tới trên tiến sĩ về các cái môn học khoa học đó, người ta mới lấy cái nước thải, người ta mới lọc ra. Cái nước thải là có thể là nước rửa bát hay là nước xài bất cứ cái gì, lọc ra là thành ra nước uống được. Cái đó là có thật. Cũng như trên bác học trên thế giới, người ta chế ra cái máy nước biển đâu có uống được, hồi nào giờ đâu có uống được, mà bây giờ ta lọc nước biển ta bán chứ, lọc nước biển ta uống được. Nước biển uống không được, mặn chát, mà lọc ra uống được, bán cho những người ta mua uống được, thì cái nước dơ, nước thải đó người ta cũng lọc ra bán lại được, uống được, vậy ăn uống được.
Cho nên là cái từ mà nãy giờ tôi đang nói cái gì ha, cực lạc là niết bàn đấy, cực lạc tức là niết bàn. Người nào có cực lạc là người đó có niết bàn, có niết bàn là có cực lạc. Chẳng qua là làm cho nó sạch hết cái phiền não vô minh, cũng như là nước mặn như biển, hay là nước dơ nước bẩn của kinh Như Lộc Sài Gòn, mà có cái máy lọc mà lọc ra rồi đó, thì lọc nước mặn làm ra nước ngọt uống được, lọc nước kinh Như Lộc làm ra nước uống cũng được, một thứ thôi, một thứ nước để uống được, vì nó không còn chất bẩn nữa. Mà không còn chất bẩn nữa thì nước nào loại hết chất bẩn là nước đó uống được, mà uống được thì là tức là một thứ nước như nhau. Cực lạc là niết bàn, tên thì khác mà cái tính an vui thanh tịnh giải thoát nó không khác gì nhau. Vì vậy mà cái từ mà gọi là tu hành để có được niết bàn đó, là cái từ đó khi nào nói về Phật Thích Ca, giáo chủ cõi Ta Bà, dạy cái phương pháp tu hành gạn lọc hết phiền não vô minh theo lời dạy của Đức Phật Thích Ca, phương pháp của Phật Thích Ca, mà lọc hết phiền não vô minh thì là người đó có được niết bàn, cũng gọi là giải thoát. Niết bàn tức là dạy cái đức giải thoát, mà người nào có giải thoát là người đó có niết bàn. Còn bên tu có pháp môn gọi là tịnh độ, pháp môn tịnh độ là niệm Phật A Di Đà, nói niệm Phật A Di Đà chứ tại người ta không biết chứ niệm Phật không phải niệm Phật A Di Đà, mà tu pháp môn niệm Phật chứ không phải là niệm Phật A Di Đà mới được giảng sanh cực lạc. Tu pháp môn niệm Phật thì được giảng sanh cực lạc, mà vãng sanh cực lạc không có nghĩa là chờ chết rồi mới được giáng sanh. Cũng như là tu pháp môn của Đức Phật Thích Ca dạy tu thiền á, tu thiền định á, không phải chờ chết rồi mới có niết bàn. Đức Phật Thích Ca có niết bàn ngay trong lúc mà khi đắc đạo rồi đi khất thực, mỗi ngày đều là sống trong niết bàn hết. Thì khi mà dạy các đệ tử, từ khi mà đem cái chánh pháp mà dạy cho ông cái nhóm Kiều Trần Như trở về sau, mà ai tu và đoạn trừ được vô minh phiền não ngũ cái thập thiền á, thì đều có vừa đi khất thực vừa tu hành mà vừa có niết bàn, chứ không phải là chờ chết rồi mới có niết bàn. Cực lạc cũng vậy, tu theo pháp môn niệm Phật của pháp môn tịnh độ ngay trong lúc tu là có giảng sanh cực lạc, chứ không phải chết mới giảng sanh cực lạc. Do vậy cho nên cái từ niệm Phật nó không phải là niệm Phật A Di Đà đâu, đừng đừng có kêu tên Phật Di Đà, không phải. Kêu tên Phật Di Đà nhiều khi ông nực đội, ông giận rồi ông, nếu mà ông giận lên là chết đó, mà ai cũng có thể làm cho người ta phiền não được đó. Đức Phật thì là không còn phiền não, nhưng mà đều cũng không bằng lòng á nha. Cái gì mà kêu tên hoài sao nó chịu được, dầu không bằng lòng không nổi giận đi nữa chứ cần cũng không chịu được. Mà còn Đức Phật thì giả đò không nghe, mà không nghe thì mình niệm chi. Cho nên niệm Phật ta gọi là niệm Phật là nhớ Phật, mà niệm Phật là Phật pháp giới toàn thân A Di Đà Phật, tức là Phật A Di Đà là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của hiện tượng vạn pháp. Ở trong vũ trụ chỗ nào cũng có cái tánh thanh tịnh, cũng có Phật, cũng có Di Đà cho đó. Bởi vì chữ Di Đà đó, các tổ mà thiền tôn mà người ta giỏi, ta tu 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 sâu sắc
Người ta giác ngộ thật sự về pháp môn tịnh độ đó, người ta gọi là tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Đó là thiền sư, vừa là thiền sư mà vừa là nhà sư mà dạy tu pháp môn tịnh độ đó. Tự tánh, cái tánh của mình, cái tánh thanh tịnh của mình đó, cái tánh mà gọi là nhất chân đó, cái tánh là thiên chân của mình đó, ai cũng có tánh thanh tịnh đó, cái tánh thiên chân. Cũng như biển, biển nào cũng có cái sẵn sàng là nước đứng lặng như gương, trong sáng như gương và đứng lặng như mặt gương. Chúng sinh nào cũng có cái tánh thiên chân, cũng có cái Phật tánh thanh tịnh trong sạch. Cái đó nó gọi là tự tánh Di Đà, là cái đó. Mà khi mà mình có một cái tâm hồn mà trong sạch rồi, không có phiền não vô minh rồi đó, thì cái tâm của mình là nó xây dựng ra, nó làm ra cái cảnh mình ở đó, nó thành cảnh tịnh độ. Cái cảnh mình ở trên trần gian này nè, mà cái tâm của mình mà thanh tịnh rồi đó, loại bỏ vô minh, loại bỏ tham sân si mạn nghi, loại bỏ phẫn hận phú não tật sang cuống xiển hại kiêu, loại bỏ hết cái vô tạp vô quý điều cử hôn trầm bất tính gia đại phóng vật thất niệm tán loạn bất chính tri. Nói chung là loại bỏ những cái căn bản phiền não và cái nhánh nhóc phiền não, thì là cái tâm thanh tịnh đó nó xây dựng cái tịnh độ cho mình ở ngay trong cái lúc mà mình còn sống ở trên mặt đất này. Do vậy mà các cái nhà tu chân chính đó, người ta gọi là niệm Phật là niệm cái Phật A Di Đà đó, là tự tánh thanh tịnh của mình. Mình niệm cái đức tánh thanh tịnh vốn có của mình đó, chứ không phải kêu tên. Dạ, kêu tên đó là do không có hiểu, do không có hiểu, không có tu thiệt. Nhưng mà điều kêu tên thì người ta cũng biện minh được, người ta nói kêu tên Phật cũng có lợi ích thì có, nhưng mà lợi ích rất là nhỏ mọn. Mà còn cái hại có thể là cũng còn nhiều lắm á, không bao giờ được sung sướng thật sự đâu, không xây dựng cái cõi tịnh độ cho mình được đâu. Mà cái người mà tu pháp môn tịnh độ là tự mình xây dựng tịnh độ cho mình ở, ngay cái chỗ nào mình ở, tự mình làm tịnh độ ngay cái chỗ mình ở, và tự mình làm cho Phật Di Đà, mình sống trong Phật Di Đà, rước mình ở chung với Phật Di Đà, chứ không chờ chết. Do vậy cho nên cuộc đời tôi tu hồi nhỏ đi học trong trường là tôi sẵn sàng ở nhà rửa cầu tiêu cho các ông, và cái gì cực nặng nhất là các ông cứ đi đám đi, rồi phân công đi đám. Bởi vì thầy chùa khổ lắm, người ta mời là phải đi, tụng đám ma là phải đi, đám đầm tuần là phải đi, mà thứ nhất là thí chủ người ta cúng cho mình ăn nhiều nữa là phải đi, không đi là người ta không cúng nữa là có thể nguy cơ thiếu thốn. Cho nên phân công đi, mà phân công đi đó là tôi nói là các anh cứ đi, còn tôi có thể ở nhà tôi làm đài thọ cho các anh hai việc, ba việc gì cũng được, mà trong đó là cái mà rửa cầu tiêu á. Cầu tiêu công cộng mà hồi xưa cầu tiêu nó không có tốt như cầu tiêu giờ đâu. Cầu tiêu cái bằng trệt vậy đó. Có khi vậy dòi tủa đó, nó đầy vậy đó, nó bò vô trong cái vách tường á. Mà phải tạt nước là phải xối rửa. Là tạt nước xối rửa, tôi nói vậy các vị mình nói rằng, ồ vậy là chết dòi tội sao đó, nếu mà tội thôi tôi chắc tội dữ rồi đó. Phải tạt nước xuống rửa thôi. Tại nó ở dưới nó sanh ra nó chịu, tôi đâu có biết, tôi đâu có biểu nó sanh đâu. Chứ bây giờ mà để cầu tiêu giá vậy thì làm sao mà đi cầu được. Cho nên tôi lãnh rửa cả cầu tiêu.
để cho các anh đi đám, mà đi đám là lấy cái tiền à, có công đức rồi nha, có thù lao à. Tôi bằng lòng làm ở nhà rửa cầu tiêu và quét nhà, quét dọn dẹp cái gì đó để cho tôi ở nhà, là vì tôi biết rằng đi cầu không có được, cầu siêu cầu không có được, chờ chết rồi mới giảng sinh Cực Lạc là chịu không, tôi không chấp nhận được. Khi tôi học là tôi đã biết cái đó, cho nên là làm từ chùa tới nay là mấy chục năm, năm nay tám mấy tuổi mà không có đi cầu siêu, không có đi đám ma. Bổn đạo chịu rồi ủng hộ ăn rồi cúng, rồi ăn rồi không cúng thôi, chứ còn biểu đi đám ma tụng để lấy tiền ăn cái đó không lấy, bởi vì làm cái đó trật trật đạo Phật. Phật Thích Ca xưa không có đi đám ma gì hết, không có cầu siêu gì hết, chẳng có cầu quốc thế dân an phong điều gió thuận cái gì được hết. Dạy cho các vua chúa phải 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 xây dựng một cái nếp sống có từ, có bi, có hỷ, có xả, xây dựng cái tính bình đẳng, công bình xã hội thì tự đất nước ra nó hòa bình. Chứ mà đàn áp, đè nén, kêu bằng bóc lột dân chúng khổ đói là nó nổi loạn thôi à, không có cầu cái gì được hết trơn á. Không phải lấy tiền của vua ăn rồi cầu cầu cho thế giới cái đất nước nó hòa bình được đâu, không có đâu. Cứ đàn áp đó, cứ bóc lột đó, cứ hành khổ đó là ta gọi là con vung mà xéo lắm nó cũng quằn hay gì đó, cái câu đó đó. Mình đàn áp bức 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 xúc quá không được, không cầu nguyện được, không quốc thế giới ăn được. Cho nên là tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ, cái tánh thanh tịnh của mình là mình niệm cái đó đó. Mình làm sao mà mình đóng bích lục căn đi, mắt tai mũi lưỡi thân ấy, đừng để cho nó tác động vào sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần, ngăn bích cái sáu cái cảnh đó, đừng để cho nó ô uế, nó nhiễm ô, nó sanh ra phiền não vô minh. Thì lục căn nó xúc đối với lục cảnh thì vẫn là niết bàn được, là Cực Lạc được. Mà mình để cho sáu cái cảnh đó nó thành ra lục trần á, thì mình không có giảng sanh đi đâu được hết á. Cái từ đó tôi nói đó, Phật tử để ý đó nha. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, cái đó là cảnh. Sắc là vật chất, là trời, mây, non, nước, cỏ, cây, hoa, lá, gọi chung là vật chất, đều là gọi là sắc hết. Thanh là âm thanh, hương là các cái mùi thơm, vị là các cái vị mặn lạc chua cay, xúc là mềm, mềm cứng, lạnh nóng, rít nhám, pháp là những cái hình ảnh trong đầu của mình tưởng tượng á. Mà mấy cái đó là tự nó có, mà nó không phải là nguyên nhân khổ đau của con người nha. Học cái đó à, học cho kỹ đó. Mấy cái món đó ta gọi là sáu cảnh, là đối tượng nhận thức của sáu căn. Mà nếu mà cái tâm của mình mà mình niệm Phật thiệt á, mình niệm mà theo lục tổ huynh đang gọi là niệm Phật, mình niệm giác, niệm Phật tức là niệm giác, tức là mình giác ngộ luôn luôn, thì sáu cái cảnh đó đó, sắc thanh hương vị xúc pháp đó, nó không thành ra là sáu trần, mà nó là nó. Nó là nó, thí dụ như cái hoa, cái bông. Cái hoa mà nếu mà mình nhìn rồi mình đi thì nó đâu có tội lỗi gì. Nó đâu thành là cái hoa đó, nó đâu có thành sắc trần đâu. Hay là mình thấy, tôi mới đọc trên mạng thấy ở bên Mỹ cũng có nhiệt độ nhau, cũng có bên Việt Nam này cũng có. Nếu mà mình nhìn những cái vàng dây chuyền của ta đeo trên cổ đó, mà mình nhìn rồi thì mình thấy của ta đeo kệ ta, mà mình không có mê, mình không có giật, thì cái vàng nó đâu có thành là sắc trần đâu, nó đâu có nhiễm ô tâm tánh mình. Nhưng mà mình thấy cái vàng của anh ta rồi mình có âm mưu giật, giật bằng kiểu nào đó. Mình thấy cái hoa của anh ta đó, mình định bình bẻ, thế thì cái hoa đó đó nó thành ra sắc trần đó.
Nên nâng cấp là càng tệ hơn nữa, là còn trần nữa, chứ trần có nghĩa là nhiễm ô, còn xấu dữ nữa. Thế thì là sắc thanh đơn vị xuất pháp là đối tượng nhận thức của mắt tai mũi lưỡi thân ý, mà không phải là lục trần. Đó, người ta niệm Phật là ta làm cho sáu cái món đó không thành lục trần, mà nó trở thành là cảnh tự nhiên của vũ trụ vạn hữu vốn có. Niệm Phật là niệm cái đó đó. Cho nên lục tổ Huệ Năng, nhiều người cứ đòi tôi giảng kinh Pháp Bảo Đàn hoài à. Tôi nói như vậy là Pháp Bảo Đàn rồi đó. Lục tổ Huệ Năng dạy niệm Phật tức là niệm giác, niệm Pháp tức là niệm tránh, niệm Tăng tức là niệm tịnh, niệm cái đức tánh giác ngộ, không có mê muội, không có ngu si. Đó là niệm Phật. Niệm giác là vậy đó. Còn niệm tánh là giảng pháp nó là sao để vậy. Thậm chí mình đặt tên mình nó cũng là mất cái tánh rồi đó. Mình đặt tên cây cỏ hoa lá ra đều là không trúng đâu. Cho nên cái người tu thiền ta biết rồi, anh nói cây đó là cây cây mimosa. Anh nói vậy thôi chứ đối với người thiền sư chẳng có mimosa là cái gì cả. Anh nói là Guadalupe, anh nói đó là cây Marguerite. Nó đó là cây hồng, nó đó là cây đồng tiền gì đó, do anh đặt. Chứ còn đối với thiền sư tôi á hả, tôi nghe anh muốn nói gì anh nói à. Tôi không kể cái tên, nhưng mà tại anh nói vậy là tôi nghe vậy thôi, chứ tôi không kể cái cây đó là cái tên đó. Tuy nhiên là tôi muốn hiểu hỏi gì chứ anh mua cái bông đó nhiêu. Anh nói qua đồng tiền á thì là 10.000 một bông. Thì tôi nghe nói thế là qua đó là qua đồng tiền, thế là 10.000 vậy thôi, chứ còn nghĩa là không có bông gì hết á, không có qua đồng tiền là gì hết á. Nghe vậy thôi, hiểu được như vậy thì gọi là niệm chánh. Còn niệm tịnh là ta nhìn giảng pháp ta không có sanh tâm tham. Thế thì niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng tức là niệm giác, niệm chánh và niệm tịnh, chứ không phải niệm Phật là kêu tên Phật. Cho nên là hồi nào giờ người ta cho chuỗi tôi đó 1.000.000 đồng, 2.000.000 đồng một số chuỗi, tôi không lấy chuỗi. Số chuỗi giờ có thể là có lúc là cái chuỗi người ta bán tới bao nhiêu triệu một sâu đó, mà cho tôi cũng không lấy luôn. Bởi vì anh bắt tôi niệm cái đó rồi một hộp về thì phải lần niệm Nam Mô Di Đà Phật, tôi đâu có chịu. Lần hộp cái rồi kêu tên vậy đó, rồi đếm mỗi ngày mình được 10 chuỗi, một số chuỗi là 108 hộp, rồi mình ghi 10 chuỗi rồi mình ghi vô quyển sổ, cái lâu lâu mình đem mình trình cho thầy, cái thầy ghi vô mình rằng mình niệm được bao nhiêu chục ngàn. Cái kiểu dạy học đó tôi không có chịu. Tại sao ông Phật đó lại khoái người ta kêu tên là sao? Rồi niệm như vậy là nhiều như vậy, rồi nếu mà tôi ăn gian rồi tôi nói thêm nữa được không? Làm như nó ăn gian nữa. Vừa niệm vừa cứ lần vậy là đếm sâu rồi đem vô là thầy ghi cho. Rồi dựa vào cái ghi đó mà ông Phật Di Đà đó, ông thấy niệm nhiều cái rồi ông kéo lên hồn mình sanh nước ông à. Không phải vậy đâu. Cho nên niệm Phật là niệm giác, niệm chánh, niệm tịnh. Vì thế cho nên là coi chừng á. Coi chừng pháp môn niệm Phật mà người ta dạy tu sai hết đó nha. Do vậy cho nên là với Phật Thích Ca thì gọi là Niết Bàn. Với Phật Di Đà gọi là cực lạc. Cực lạc là rất vui. Rất vui là vì không có bị các điều khổ, vì không có bị tham sân si mạn nghi phiền não vô minh, không có nguyên nhân khổ cho nên không có cái quả khổ, thì gọi đó là cực lạc. Chứ cực là rất là tột, vui tột cùng, vui tận đến tột đến, là tại vì nó không có các điều khổ, vì hết phiền não vô minh. Mà không phiền não vô minh có nghĩa là dứt được cái nhân khổ thì cái quả khổ không có. Quả khổ không có gọi là rất vui là cực lạc.
Thế thì Niết Bàn của Phật Thích Ca cũng vậy. Niết là không, bàn là tham, không tham là có Niết Bàn. Niết là không, bàn là sân, người nào không sân là người đó có Niết Bàn. Niết là không, bàn là si mê, người nào không si mê, không đần độn, không tạo tội ác, không có vô minh là người đó có Niết Bàn, vân vân và vân vân. Thì thế thì hai cái giống nhau. Niết Bàn là Phật Thích Ca nói theo pháp môn thiền định, còn còn niệm Tịnh Độ là theo pháp môn niệm Phật, mà Phật không phải là nhất thiết là ông Phật A Di Đà. Ông Phật A Di Đà người Việt Nam niệm vậy, rồi người Trung Quốc niệm đâu có tên A Di Đà Phật được. Giờ người Campuchia người ta làm sao ta niệm cái từ Nam Mô A Di Đà Phật mà giống mình được? Rồi làm Phật A Di Đà làm sao biết đường mà rước? Cho nên niệm Phật là niệm giác, là niệm cái tánh thanh tịnh, cái chỗ đó khó hiểu đó nha. Do vậy cho nên tu thiền tức là Tịnh Độ, mà tu Tịnh Độ tức là tu thiền, hai cái đó không có gì khác nhau hết. Tịnh Độ mà không có thiền là anh không có biết cái gì về giáo lý hết, là anh tu mù. Mà người mà Tịnh Độ mà không học sâu về Tịnh Độ đó, thì nhất manh dẫn quần manh, một người đuôi dẫn cả đoàn người đuôi, thì tai họa vô cùng. Cho nên tu mà không khéo là chết á. Là bác sĩ mà làm mà sai lầm, mà làm thầy thuốc sai lầm là chết một lần một người. Làm thầy thuốc sai lầm là chết lần người. Nhưng mà làm văn hóa sai lầm mà coi chừng là chết bản thân của người đó rồi, mà còn chết theo cả ngàn ngàn người, cả thế hệ này tới thế hệ khác đó. Tôi xin đọc tiếp. Tăng thanh gió mát và hiện tượng vạn hữu biến ảo vô cùng, bao la vô hạn, tất cả đều đẹp đều vui. Cho nên người vui chơi bất cứ chỗ nào ở đâu cũng đều là vui. À, cái bài thơ đã nói đó. Niết bàn cực lạc chẳng cần phân. Nãy giờ tôi nói đó là nói về Niết bàn cực lạc chẳng cần phân, chẳng cần chia, mà nó là giống như một, chỉ cái tên khác ha. Rồi bây giờ là tăng thanh gió mát ngàn muôn vẻ. Mình mà biết tu là tăng thanh gió mát, mình nhìn tăng thanh gió mát là một cái đối tượng thiền đó. Trong những tập thơ tôi nói nhiều bài về tăng lắm, là tại vì cái người mà có cơ hội để nhìn tăng, cái người mà có thì giờ rảnh rỗi để nhìn tăng, là luôn luôn người đó có sự an lành cỡ nào đó, chứ không 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 là không được nhìn tăng đâu. Không có an lành, không có hạnh phúc, môi trường hoàn cảnh không tốt, bực bội đau thương vô cùng, thì không có tâm hồn nào mà nhìn tăng. Mà người mà có cơ hội, có môi trường, có hoàn cảnh nhìn tăng là phải nói rằng người đó đã có hạnh phúc. Và lúc nhìn tăng đó là đang có hạnh phúc, và tư duy quán chiếu thiền định thêm, thì người đó sẽ đã đang và sẽ có hạnh phúc. Cho nên là tăng là quan trọng lắm. Tăng thanh gió bát ngàn muôn vẻ, chơi giữa vô thường giữa pháp thân. Câu đó hay lắm đó. Mình gọi là chơi, chứ còn sự thật là cái người mà biết tu hành là mình đang chơi giữa vô thường, tức là đang chơi giữa hiện tượng sự vật, mà đồng thời cũng đang chơi ở trong cái tự tánh thiên chân vốn có của mình nữa đó. Mình không rời cái tự tánh thiên chân vốn có của mình đâu, không có rời cái Phật tánh thanh tịnh của mình đâu, mà mình đương nhiên là mình đang ở trong cái hiện tượng dạng pháp trời tăng mây nước rồi. Thế thì mình chơi đó là chơi giữa vô thường và giữa pháp thân đó. Cũng như cái người mà lội biển đó, là chơi giữa bản thể của nước, và đồng thời chơi trên hiện tượng nhấp nhô của sóng nước. Đấy, cái đó là cái tham thiền mới thấy được cái đó đó. Cái người mà lội biển chơi đó là chơi giữa bản thể của nước, và chơi trên hiện tượng duyên sanh nhấp nhô của sóng nước. Mình nếu mình biết chơi là mình đang chơi đây, là mình đang ở đây, đang sống đây đó, là sống giữa hiện tượng sự vật vô thường, mà cũng đồng thời sống trong cái biển pháp thân của mình đó.
Cho nên là tôi dùng cái gì cái từ chơi bao nhiêu chục năm rồi đó. Chơi là chơi 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 như thỏ bé hồi nào nhìn trăng là trăng trăng sáng, mà nhìn trời trời xanh, nghĩa là cái tâm mà gọi là chơi đây đó, có nghĩa là cái tâm của mình nó như trẻ con vậy đó. Giờ thấy cái gì thì thấy cái đó là cái đó thôi, chứ nó không có khởi một cái dục vọng nào hết á. Chơi như thở bé ngày nào nhìn trăng 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 sáng, mà nhìn trời trời xanh, không có khởi thêm cái dục vọng, không có thêm bớt sự vật hiện tượng, mình không có thêm bớt. Cho nên là cái từ mà chơi giữa vô thường giữa bất thân này là y như cái người lội biển đó. Chơi giữa nước bản thể nước phẳng lặng như gương, mà đồng thời cũng là chơi dẫn ở trên cái những cái đợt sóng ngàn sai muôn khác của những cái đợt sóng lăn tăn lôi vô. Thành ra là do vậy cho nên một thiền sư thảnh thơi và chịu chơi thì có quyền chơi. Chơi giữa vô thường là chơi trước vạn pháp hiện tượng, chơi giữa pháp thân là chơi giữa hiện tượng vạn pháp mà bất ly tự tánh thanh tịnh của mình. Chơi giữa sóng nước nhấp nhô mà không rời cái nước biển trong lặng như gương kia. Cái chơi của thiền giả, của thiền sư đồng nghĩa với con người vô sự. Vô sự đây có nghĩa là cái tâm của mình là không có khởi ra những cái thứ phiền não vô minh, không có khởi ra dục vọng, không có khởi ra cái sự tham muốn. Phiền não vô minh dục vọng xấu rồi bỏ đã đành, mà cái tham muốn gọi là tham muốn niết bàn hay tham muốn cực lạc cũng không cần tham muốn, mà tự nó có thôi. Cho nên là cái người tu thiền người ta gọi là con người vô sự đó, theo theo cái trường phái của Thiền Lâm Tế là vô sự, tức là thiền rồi đó. Con người vô sự không làm gì hết mà làm tất cả, làm tất cả mà giống như không có làm gì hết đó. Chơi của thiền sư là vậy, của người vô sự là vậy đó. Thế thì hy vọng rằng là các Phật tử mà có nghe rồi đó thì để ý, phải tập tham thiền, phải tập quán chiếu, phải tập tư duy thì mình mới đi sâu vào, mình mới thấy được cái chân lý sâu sắc của đạo Phật. Thế thì tôi đọc lại cái bài này lần nữa này: an trú hiện tiền thể nhất chân, niết bàn cực lạc chẳng cần phân, trăng thanh gió mát ngàn muôn vẻ, chơi giữa vô thường giữa pháp thân. Hết. Xin xin chào.